Cả nhà biết món này là món gì không? Món giò người Bắc người ta làm ấy cả nhà. 150 một cây giò này mà mới luộc lên còn nóng lắm. Này cháu cho các con ăn nè. Mọi người theo dõi nha. Chào mọi người. Con có gửi gạo với sữa. Dạ, cảm ơn các em. Đi vô 102 chơi đi. Xong tê tí nữa mình lên 203. Đi vô 102. Ủa, nó 7 nó 7. Cái này